Các bạn có thấy nhà ơi trình bày giống như trong nhà hàng không? Đây là món ba rọi chiên mắm xả, một món ăn phổ biến trong các nhà hàng thường Việt luôn á nha. Để làm món này thì cũng rất là đơn giản, không cần đi nhà hàng, các bạn cũng có thể làm được tại nhà luôn nha. Trước khi luộc thịt thì mình phải cho vào đây là một muỗng muối và hai muỗng giấm. Nước sôi lăn tăn rồi thì mới bắt đầu cho thịt vào. Trong khoảng 15 phút luộc thịt thì mình sẽ đi đập xả, cái nào to quá thì mình sẽ xé sợi ra, cộng xả nhỏ thì chiên sẽ rất là đẹp, lát nữa ăn cũng được luôn nha. Mấy bạn cũng không cần nhất thiết là phải chiên thật là giòn, tại vì lát nữa còn bỏ vô xào chung với lại sốt nước mắm nữa, nên cộng xả nó vừa giòn tới là ok rồi. Cái phần thịt luộc lúc nãy mình đã lấy ra rửa sạch rồi, giờ mình dùng cái nĩa xăm cái phần da để lát nữa nó nổ ăn sẽ ngon hơn luôn á. Sau đó thì mọi người sẽ cắt thành từng lát vừa ăn, nhưng cũng đừng có mỏng quá, hôm lát nữa chiên nó sẽ quéo cò nhìn mắc cười lắm luôn á. Cho vào đây là 4 muỗng bột bắp rồi trộn đều, để áo một lớp bột, sau đó đem đi chiên. Mình sử dụng cái dầu chiên xả hồi nãy á, nó vừa thơm mà lại vừa tiết kiệm nữa. Giờ mình bắt đầu phi thơm tỏi với ớt bằm. Còn đây là cái hỗn hợp nước mắm mà vừa rồi mình làm cánh gà sống nước mắm còn dư đây nè. Mình sẽ cho vào đây khoảng một ít, tầm 4 muỗng canh nha. Rồi, bây giờ thì cho phần thịt vô luôn, thêm một ít xả cộng hồi nãy vừa chiên nữa, đảo thật là đều. Phần nước sốt áo đều rồi thì bắt đầu đem ra ngoài dĩa trình bày. Hôm nay tự nhiên hứng trời lên lại ngựa ngựa trình bày giống như trong nhà hàng luôn. Món này ăn chơi cũng được mà ăn với cơm cũng rất là ngon. Phần thịt sẽ khá là giòn, cắn một miếng thì phần mỡ nó sẽ ứa ra, sốt nước mắm thì mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Đây, mọi người nhìn nè, đã chưa? Chúc mọi người ngon miệng nha.